Quân đội Úc diễn hành đánh dấu chấm dứt tham chiến tại Afghanistan, tin từ Darwin. Trên 250 quân nhân đã diễn hành ở Darwin, đánh dấu ngày chấm dứt nhiệm vụ ở Afghanistan. Thủ tướng Tony Abbott đã cảm ơn quân đội, nói rằng nhân danh quốc gia, ông ta chào mừng quân nhân trở về từ một cuộc chiến kéo dài lâu nhất. Cuối cùng, không có chiến thắng, cũng không có thất bại, nhưng với hy vọng là quốc gia Afghanistan sẽ được tốt đẹp hơn. Hiện giờ đang còn 400 quân nhân Úc ở Afghanistan giúp trong việc huấn luyện và yểm trợ. Khoảng 25.000 quân nhân Úc đã tham chiến ở Afghanistan, với 40 quân nhân đã tử thương và 261 quân nhân bị thương nặng. Hầu hết quân đội ngoại quốc sẽ rút khỏi Afghanistan vào cuối năm nay.